Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, tính đến 17 giờ chiều ngày hôm nay thì ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó Lai Châu là 11 người và Hà Giang là 3 người. Phần lớn các trường hợp bị thiệt mạng là ở trên lồng bè nuôi thủy sản lán nương và bên cạnh đó thì có 11 người bị mất tích do lũ cuốn trôi ở Lai Châu. Lũ lớn sạt lở đất cũng khiến cho 67 ngôi nhà bị đổ cuốn trôi, gần 400 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp, hơn 760 nhà bị ngập nước. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính là hơn 110 tỷ đồng. Và những hình ảnh cập nhật từ phóng viên hiện trường của chúng tôi. Tôi đang đứng tại điểm sạt sụt của bản Bó Lun trên địa bàn xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên. Đây là điểm nối đi qua giữa xã Bắc Ta với xã Trung Đồng cũng như là cái tuyến huyết mạch đi xuống các cái huyện Than Uyên. Hiện tại thì mặt bằng và cái điểm đường tại điểm này thì đã bị mất và các cái cơ quan về quản lý đường bộ đang nỗ lực tích cực huy động máy móc và con người để có thể khắc phục và sớm nhất giúp thông tuyến cho người dân ở đây qua lại. Đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, đoạn đường cơ bản đã được thông xe để các phương tiện đi lại. Còn tại khu vực này, 4 trại cá hồi có tổng trị giá gần 10 tỷ đồng gần như đã tan biến. Cái nhà cửa anh em xem là hỏng hết. Và coi như thế là trại là bay hết rồi, xóa trắng hết rồi.